Còn về tình hình thời tiết thì cảnh báo ở phía Nam, chiều tối nay tiếp tục có mưa nhiều, quý vị lưu ý khi sử dụng điện. Và thông tin này cũng sẽ kết thúc 5 phút hôm nay. Kính chào tạm biệt quý vị. Dự báo chiều tối và tối nay, ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp diễn mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, rải rác có dông. Dự báo mưa đến hết đêm mai với tổng lượng mưa 50-100mm, có nơi trên 150mm. Mưa nhiều khiến các thiết bị điện trong nhà dễ bị ẩm, dẫn đến tình trạng rò điện. Vì vậy, khi sử dụng điện, quý vị cần giữ chân tay khô ráo. Trường hợp thấy các thiết bị điện bị ngấm nước, hãy sấy thật khô hoặc tạm thời ngừng sử dụng để tránh xảy ra tai nạn điện.